Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có thể đứng và đi lại trên chính đôi chân mình là điều thật tuyệt vời. Và những giọt nước mắt hạnh phúc của cả bệnh nhân và người nhà anh ấy. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Anh ấy đã đi lại rất khó khăn, cần có sự trợ giúp của người thân. Các con mà bị tai nạn về tủy sống, chèn ba đốt sống cổ, rồi gãy một bên xương vai, rồi gãy chín cái xương sườn, nép một bên cổ, rồi dập hết sống lưng. Bị bao lâu rồi? Là con bị hơn 4 năm. 4 năm rồi. Rồi nha. Có xong nó đen hồng nó tuốt đấy. Rồi mà nó sướt. Rồi bây giờ cái cảm giác này sao rồi? Dễ chịu phải. Dễ chịu phải không? Rồi. Chúng ta cùng theo dõi hành trình của anh ấy sau khi tác động chữa bằng phương pháp thập chỉ liên tâm. Ok. Hay quá. Đây là những bước đi đầu tiên. Giỏi quá. Và cả đây nữa. Cuối cùng sau 4 năm, anh ấy đã có được sự hạnh phúc khi được đi trên chính đôi chân của mình. Lời cảm ơn sâu sắc gửi tới Thầy Dư Quang Châu và Thập Chỉ Liên Tâm.